Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar.vn. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia K3 1.6 AT Luxury, phiên bản số tự động đang được rất nhiều người quan tâm để ý lựa chọn trong cái thời gian vừa qua của Kia K3. Đơn giản là vì tầm tiền, tầm giá lăn bánh của nó rất dễ tiệm cận, và giá của nó cũng chỉ ngang với những cái chiếc xe sedan cỡ B như City hay là Hyundai Accent thôi anh chị ạ. Và đây cũng là phiên bản hiện tại đang là sản xuất lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Sắp tới nó sẽ được ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ. Giá xe đã tốt rồi, lại còn được giảm thuế nữa. Hiện tại thì đây là một phiên bản đang có mức giá niêm yết đề xuất chỉ là 569 triệu đồng thôi anh chị ạ. Một cái mức giá rất tốt cho một chiếc xe cỡ C. Hiện tại đại lý của mình lại còn linh động giảm thêm về tiền mặt nữa, và sau khi trừ đi nếu bây giờ đăng ký ra biển luôn nhé, không chờ thuế nhé, ở tỉnh nó sẽ bỏ ra là 634 triệu, ở Hà Nội là 667 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 654 triệu đồng anh chị ạ. Thế còn vẫn chốt giá xe tại thời điểm này, nhưng mà chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký. Ở tỉnh lăn bánh nó chỉ còn lại là 601 triệu thôi. Ở Hà Nội là 628 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 621 triệu đồng anh chị ạ. Đâu đó chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký của bản Luxury này giúp chúng ta lại tiết kiệm thêm được 39 triệu đồng ví dụ ở Hà Nội anh chị ạ. Còn nếu như mà lấy trả góp bản này thì ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 145 triệu. Ở Hà Nội là 171 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 165 anh chị nhá. Tỉnh là 145, Hà Nội 171 và thành phố Hồ Chí Minh là 165. Từ một cái chiếc xe sedan phân khúc cỡ B lên cỡ C, cái cảm giác nền tảng khung gầm, cái độ chắc chắn của nó đã khác hoàn toàn rồi anh chị ạ. Nhân tiện video này mình xin phép là giới thiệu nhanh qua luôn option trang bị an toàn tiện ích của phiên bản Luxury K3 này, để khách hàng lần đầu tìm hiểu để xem rằng giá rẻ này lựa chọn cái phiên bản này của K3 có ok hay không nhé. Về phần ngoại thất của xe thì cái phần mặt ca lăng của nó vẫn là theo dạng cái hình mũi hổ với những cái chi tiết nổi khối 3D được sơn màu đen bóng nhìn rất là khỏe. Bản này thì công nghệ đèn của nó nhá là đèn bi halogen cho ánh sáng màu vàng của chị các bạn ạ. Nếu như mà lên được bản premium thì nó sẽ là đèn led, nhưng bản này là bi halogen thôi. Cái lưới tản nhiệt ở bên dưới này đây nhá, nó cũng là những cái chi tiết nổi khối nhìn rất là khỏe. Thanh cản trước thì được sơn màu đen bóng nhìn rất là sang. Ở dưới này nó là cái đèn gầm của nó thì là đèn led anh chị nhá. Đây này, những cái chi tiết nổi khối màu đen bóng này nhìn rất là khỏe, nó là đặc trưng thôi, nó cũng giống với phiên bản premium thôi quý vị các bạn ạ. Nói chung là với tầm giá này, lựa chọn một cái chiếc xe với nền tảng khung gầm cỡ C, máy 1.6, hộp số 6 cấp số, mình nghĩ là rất phù hợp rồi anh chị ạ. Chúng ta sẽ có cái phần la răng của nó y nguyên như bản premium luôn anh chị nhá, nó không khác nhau gì đâu. 17 inch được phay xước, cả bốn bánh đều là phanh đĩa luôn rồi, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bản này thì chưa có cảm biến áp suất lốp nhé, nên premium thì có cảm biến áp suất lốp rồi. Cái phần gương chiếu hậu của nó thì sao, sơn cùng màu thân xe và có tích hợp xi nhan trên gương, gương gập điện chỉnh điện, có sấy gương anh chị nhé. Đấy, viền chân kính thì nó thì cũng đã được ốp mạ chrome rồi, nó tạo ra cái sự khỏe khoắn hơn cho cái phần thân sườn này. Tay nắm cửa thì được sơn cùng màu và có nút mở chìa khóa thông minh smart key luôn, chìa khóa đeo bên người thôi, đóng mở khóa cửa thông qua cái nút bấm mới là ok anh chị ạ, không cần thao tác trên chìa khóa. Rồi tóm lại là tầm giá này mà sở hữu K3 tại thời điểm này mình nghĩ cũng rất là ok, nhiều người lại còn đang quan tâm cả về thuế nữa cơ. Tiếp theo nữa là phần đuôi sau của Kia K3 này thì bản Luxury này nó cũng giống với phiên bản premium thôi, những cái kiểu thiết kế thì y nguyên như nhau, với cái giải đèn led chạy song song ở phần viền sau này, có đây này, cái led của nó sẽ chạy song song nhá, bật lên thì nhìn nó sẽ là rất là khỏe, nhìn nó rất là tinh tế chi tiết anh chị ạ. Có cam lùi, có cảm biến lùi anh chị nhá, có tổng cộng là 4 cảm biến lùi và 1 cam lùi. Đấy, cái ốp cản sau của nó cũng được sơn màu đen bóng và những cái chi tiết được sơn màu đen đen sần nhìn rất là khỏe đúng không ạ. Tiếp theo nữa là vào không gian cốp của nó, cỡ C này còn là sedan nữa thì chúng ta cũng không phải lăn tăn về cái không gian cốp đâu. Cái miếng cốp lót cốp này thì cũng đã được tặng theo xe rồi anh chị nhá. Đấy, chúng ta có để cái đồ gì lên nó có đổ ra thì vẫn vệ sinh nó dễ dàng thôi. Với cái miếng lót cốp như vậy, anten là dạng vây cá mập rồi. Bản này thì cũng có cửa sổ trời nhá. Đấy, bản Luxury này có cửa sổ trời rồi, giống với cả cái phiên bản premium anh chị ạ. Chúng ta đi trong những cung đường trời thoáng ấy thì chúng ta có thể hoàn toàn mở cái cửa sổ trời ra đúng không ạ, nó sạch sẽ không khí thì chả vấn đề gì. Nội thất bên trong thì sao, nhìn sơ qua là chúng ta có thể biết được nó cũng ok đúng không ạ. Từ ghế rồi đến tablo vô lăng tất cả nó đều là màu đen hết. Ghế của nó là ghế điều chỉnh điện luôn nhé anh chị nhé, ghế lái điều chỉnh điện luôn đấy ạ. Đấy,
rồi là ghế cũng là ghế bọc da rồi, những cái đường khâu mũi chỉ màu trắng đúng không ạ, ghế màu đen kết hợp với cả màu trắng sữa anh chị nhé. Đấy, chiếc xe này thì K3 Luxury này được trang bị là hai tua khí anh chị ạ. Ở đây thì cửa gió điều hòa của nó nhìn rất là tinh tế theo cái dạng hình tua bin đúng không ạ. Đấy, điều hòa vị trí người lái này, rồi là tắt bật hệ thống chống trơn trượt này, vô lăng bọc da ba chấu, có điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, có đàm thoại rảnh tay. Bản này cũng có cruise control rồi, tính năng ga tự động đường trường đường dài thì rất là cần thiết luôn anh chị ạ. Đèn pha cốt của nó có tính năng auto tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng rồi anh chị nhé. Đấy, đi trời tối mà chúng ta bật auto thì nó sẽ tự động sáng, mà trời sáng bật auto thì nó sẽ tự động tắt đèn luôn. Đấy, màn hình giải trí 8 inch, có kết nối radio, có map, có bluetooth, có cái này có thể kết nối Apple CarPlay anh chị ạ. Bản này nhá, điều hòa của nó là điều hòa tự động hai vùng luôn rồi anh chị ạ. Đây là cửa gió vị trí điều hòa người lái này, thì còn hệ thống điều hòa bên dưới là điều hòa tự động nhá, và là hai vùng độc lập luôn anh chị ạ. Đấy, rất là ok. Ghế chính sẽ là một nhiệt độ chỉnh riêng và ghế phụ sẽ là một nhiệt độ chỉnh riêng anh chị ạ. Tầm giá của nó rất là phù hợp, 564 triệu đồng thôi, lại còn giảm thêm về tiền mặt linh động tại đại lý nữa. Hộp số tự động 6 cấp số. Hộp số 6 cấp thì thường nó sẽ là rất là bền anh chị ạ. Hộp số bền đi thoải mái chả vấn đề gì. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái bệ thì tay được bọc da này, phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ anh chị nhá. Không gian của K3 đã lên cỡ C thì chúng ta không quan tâm quá nhiều về không gian, nó ở mức ok anh chị ạ. Thế còn cái lẫy mở cửa thì ốp mạ chrome rồi, những cái nút lên xuống kính vị trí người lái auto tự động một chạm, đóng mở cục gương điện, điều chỉnh mặt gương điện hết đúng không ạ. Táp ly cửa thì được bọc da rồi anh chị nhá. Đấy, đấy là ở những cái hàng ghế phía trước. Lót cốp, lót thảm chân thì chúng ta cũng đều được tặng hết rồi. Đây là hàng ghế thứ hai này, có cửa gió điều hòa cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai anh chị nhá. Đấy, ở bên trong này chúng ta có thể để ý này, ngoài ra ngoài cửa gió thì bên dưới chúng ta có một cái cổng sạc USB nữa anh chị ạ. Nó là cổng USB. Vậy là trên đó Top Car VN đã giới thiệu nhanh về mức giá tại thời điểm dịp giữa tháng 7 của phiên bản được nhiều người quan tâm K3 1.6 AT Luxury, cũng như là giới thiệu những option, những trang bị, những tiện ích như vậy. Nếu anh chị chúng ta quan tâm, chúng ta cần xem xe lái thử trải nghiệm thực tế, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Nam thì nhờ quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam, thế còn ở miền Bắc thì nhờ quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc.